Chỉ mới thành lập khoảng 2 năm trở lại đây, những câu lạc bộ golf 4.0 Bình Dương đã trở thành mái nhà chung, là nơi tụ họp của những người đam mê golf tại Bình Dương. Sự phát triển của câu lạc bộ không chỉ khuấy động phong trào golf tại Bình Dương mà còn ghi nhận được dấu ấn với cộng đồng chơi golf trên khắp cả nước. Hiện tại Bình Dương là địa phương có nhiều sân golf nhất cả nước với 4 sân lớn gồm Sông Bé, Truyền Đầu, Phú Mỹ, Harmony và Mekong. Có thể nói, tại Bình Dương giai đoạn từ năm 2019 đến nay là thời điểm phong trào chơi golf phát triển khá mạnh mẽ. Hàng loạt câu lạc bộ golf ra đời như Doanh Nhân Bình Dương hay Golf 4.0 là những dấu mốc giúp cho phong trào chơi golf phát triển, cũng như các giải đấu được tổ chức tại tỉnh Bình Dương một nhiều hơn về số lượng và chất lượng ngày càng được nâng cao. Bằng nỗ lực và quyết tâm của mình, câu lạc bộ Golf 4.0 đã từng bước xây dựng vững chắc vị trí để Golf Bình Dương có được chỗ đứng với câu lạc bộ golf khác trên khắp cả nước. Chỉ 2 năm sau khi quyết tâm vực dậy phong trào chơi golf ở Bình Dương, câu lạc bộ Golf 4.0 đã tổ chức được 2 giải đấu khá quy mô, quy tụ được gần 200 golfer ở miền Nam về tranh tài. Bình Dương là một trong những nơi có sân golf đầu tiên của Việt Nam. Hơn 20 năm rồi, hội golf của Bình Dương cũng là hội golf sớm nhất của Việt Nam. Nhưng sau một thời gian, vì nhiều lý do, nó hơi lắng đọng. Và cũng may mắn là thời gian gần đây, cách đây hơn một năm, câu lạc bộ 4.0 lại tập hợp được tất cả một số anh em hướng tới golf đẹp, vui. Và trong đó có kết nối với những chia sẻ giá trị của những người golfer đến những xã hội thành ra được rất chi là ủng hộ nhiệt tình. Và đại diện câu lạc bộ golf 4.0 cũng là một câu lạc bộ mới ở Bình Dương, được tất cả các golfer, tất cả các bộ phía Nam rất ủng hộ. Và giải nào cũng vậy, mọi người rất chi là đông vui và hướng tới chơi một cái đẹp và chuyên nghiệp. Các thành viên của câu lạc bộ không chỉ chú trọng việc chơi golf mà còn cùng nhau tạo ra những giải đấu hấp dẫn, ý nghĩa, gắn liền với công tác thiện nguyện tại Bình Dương. Theo đó, nguồn kinh phí từ những đợt đấu giá tại các giải golf, ban tổ chức giải đã xây dựng được 2 căn nhà đại đoàn kết cho 2 hộ dân ở phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, xã An Điền, thị xã Bến Cát, cũng như trao tặng 200 phần quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Câu lạc bộ Golf 4.0 hướng tới là một trong những câu lạc bộ đại diện cho anh em golfer của tỉnh Bình Dương đi giao lưu, tạo sân chơi cho tất cả các golfer khu vực miền Nam cũng như là các anh golfer giao lưu trên cả nước, và sau đó hướng tới kết nối trong làm ăn cũng như là hướng tới quan trọng nhất là những giá trị cho xã hội. Hy vọng sự nỗ lực của những người tâm huyết sẽ góp phần mang đến làn gió mới cho phong trào golf tại Bình Dương, hướng đến mục tiêu phát hiện, đào tạo những golfer chuyên nghiệp thi đấu tại các giải quốc gia trong thời gian tới.